Chào mừng các bạn trở lại kênh YouTube của Từ Siêu nha. Hiện tại thì mấy anh Thọ đang làm cái nền máy nha. Mời các bạn xem như thế nào nha. Hình ảnh trước mặt các bạn thì đó là máy Hino 637 nha. Thì đấu với hộp số 6 tua. Mua trong thùng luôn hả? Nghĩa địa hả? Sơn lại ha. Máy này nó bao nhiêu mã lực vậy anh? Hả? Không giấy lòng không nhớ. Không nhớ ha. Hino 637 thì thường chắc cỡ 100 mấy mã lực quá. Đây hộp số. Đây rồi, 6 tua. Xài cái lắp cái láp này cỡ 100 quá. Anh Giang anh đang làm dấu ha để kinh nền. Làm nền máy này mất cỡ nhiêu ngày anh Giang? 2 ngày. 2 ngày luôn hả? Trời ơi, chua ăn nè. Chiếc này là bề ngang của nó 5m1 nè các bạn. Chiếc này là ghe thu mua ha. Nước nè. Hãy qua nước. Đây bờ dài nó 19 mít mấy nha các bạn. Này là hộp solo nè. Bình nước ngọt. Lâu không gặp anh nha. Đây. Cái bình này bình oxy nè các bạn. Thì thường thu mua là dùng cái bình này để tạo oxy ha, cho mấy con ghẹ dạ. Sống dạ.
đây là cabin này các bạn. Thì đang chuẩn bị bắt cái phần qua lăng ha, vô. Ở trong ghe này cũng mới làm cabin lại, chưa sơn phết gì hết trơn nè. Vô chát. Ở phía bên ngoài thì mới lắp được một lớp keo ha. Đây học tủ chứa đồ nè, cửa sổ làm rồi luôn nè, nhưng mà chưa gắn kiến ha, cửa sổ phải gắn kiến nha các bạn. Chưa đâu, từ từ, còn phải sơn vết gì lại nữa, rồi câu đường điện gì lại nữa ha. Rồi thằng bon đây, tổng cộng là có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hầm nha các bạn. Ghe này có 7 hầm ha. Âm hạ của nó khoảng 2 mét mấy à. 2 mét mình đón khoảng 2 mét 2 mét 2 đổ lại à. Nó từ đây xuống dưới tới phần đáy á ha. Còn mấy miếng thẻ đó là xong nha các bạn. Cái này đâu có đánh giá hả ta? Có luôn hả? Mấy ảnh đang đo kích thước các bạn, lấy chuẩn. Hiện tại thì trời nắng khoảng 34-35 độ các bạn. Quá nắng rồi, mấy bữa nay. Okay. Cái này cái gì vậy ta? Sao luôn hả? Ờ, đúng rồi, cái sao luôn các bạn.
Rồi bây giờ phải khoan lỗ rồi các bạn. Khoan lỗ để đâm đinh vô ha. Đó. Lấy miếng giấy này làm gì vậy anh Chính? Tấm tủ bà cậu ha. Miếng giấy này dày 2 phân nha các bạn, dùng để đóng tủ thờ bà cậu nha. Đây nữa nè, ghe nào cũng phải có trang thờ bà cậu nha các bạn, đó là quy luật ha. Ủa, chính trang hợp sậu này mình đóng bao nhiêu chính? Ngày một xong ha. Đóng xong rồi ai muốn sơn vào gì sơn nha các bạn. Thì thường mấy người sang thì sơn BU ha. Còn thường thì sách thì sơn nước sơn thôi. Nãy giờ các bạn xem thì cũng đã thấy thì trong giai đoạn vận hành ha, để gấp nút cho ghe chạy đi làm ha. Thôi vậy thì clip này đến đây kết thúc nha các bạn. Thì nói chung thì mình quay chỉ là sơ lược thôi, rồi chi tiết thì để từ từ mình sẽ quay sau ha. Clip này thì quay sơ lược thôi. Hiện tại thì công việc nó như vậy đó. Anh Chính thì anh đang đóng cái trang bà ha. Rồi chào khán giả anh Chính ơi.